Ngày 16 tháng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt quả tang 3 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Mỏ Nhác, thuộc phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con sông này là điểm nóng về khai thác cát lậu từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thể dẹp được. Sau thời gian theo dõi, mật phục trên sông Mỏ Nhác, đoạn thuộc thị xã Phú Mỹ, vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt quả tang 3 phương tiện là ghe và xà lan đang khai thác cát trái phép với tổng khối lượng trên 40 mét khối. Tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện đều không xuất trình được giấy phép khai thác cũng như các loại giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn của các thuyền viên trên tàu.